Thứ nhất là dưới cằm của mình thì rất là nhiều mụn, mụn ẩn, có ngoài một vài điểm mụn viêm và nó thành vết thâm rồi. Nhiều vết thâm lắm. Vết thâm thì nó có mấy nguyên nhân, một là do mình chống viêm không tốt, thứ hai nữa là mình cạy nặn nó ra hoặc nó tự vỡ ra, nó cũng có thể để lại vết thâm. Ừ, đúng rồi. Có thể giai đoạn mình mang bầu sinh em bé, cái tăng tiết dầu của mình nó diễn ra nhiều hơn so với cái lúc bình thường. Có nhưng mà trên mặt thì không có. Thì tất nhiên nó có từng cái vị trí, thường là có những người bị hết vùng mặt, nhưng có những người chủ yếu vùng cằm này. Mình hay bị khẩu trang không? Có chứ. Đi ra đường bị khẩu trang à? Phải bịt thì bịt chữ này thôi. Ừ, thì thường bị khẩu trang nó sẽ gây bít tắc ở cái vùng khu này. Không không, nhưng mà cái đấy ít, cái đấy không có. Có một nguyên nhân nữa thì có cái tóc này. Tóc thì ít thôi, cái đấy thì mình nghĩ bởi vì bình thường là mình hay buộc. Ừ, trước buộc cao răng sau. Tại vì mấy bữa này là nó mình đi ra ngoài đường ấy. Đúng rồi. Thôi mình ấy. Tức là từ bây giờ nhá, nên buộc cao răng sau. Ừ. Chứ nếu để xóa thì biết làm sao được, nếu bạn để tóc như này thì cái tóc này nó sẽ cọ sát. Đúng rồi. Nó sẽ đưa vi khuẩn từ vùng có mụn sang vùng bên cạnh. Thứ hai nữa là nó sẽ tăng thâm. Đấy, điều trị mụn thì nó sẽ ổn thôi. Ở vết thâm này thì chắc là cũng phải mất một thời gian đấy. Thường là mất khoảng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tầm đấy. Kể cả